Em chào các bác ạ. Nay em có về được một ít nấm hồng chi. Cái này là về từ hôm qua rồi ấy, nhưng mà đúng vào dịp lễ nên là hàng không đi được, nên là em cũng không gửi được. Cái này em hong nắng được hơn một ngày rồi. Nấm rất là to các bạn. To nhưng mà chưa bị hóa gỗ đâu. Đây này, rất to nhưng mà chưa hóa gỗ đâu. Cái này em phơi nắng được ngày rưỡi rồi. Ở lúc em cân chỗ này thì nó là 6 cân các bạn. 6 cân tươi. Thì cả chỗ này sẽ là 420.000 ạ. Em vẫn bán là 70.000 một cân tươi. Thì là 420.000 cả chỗ này. Cái này các bác có thể dùng để ngâm rượu hoặc là xắt nước uống. Đối với bản thân em thì cái nấm này em thấy khá là khó uống các bạn, nhưng mà thuốc đắng giá thật thôi. Cái tác dụng của nấm này thì nó rất là nhiều tác dụng, nên là nếu mà các bác uống thì mình sẽ liều từ nhẹ, từ từ các bạn, từng ít một thôi, xong là đến lúc quen dần mình mới tăng liều được, chứ còn một lần mà mình cho nó đặc hẳn ấy thì uống rất là khó uống luôn ấy. Thế các bác lấy cả 6, lấy cả cả chỗ này thì là 420.000 bao ship ạ. Mặc thu thì nhà em vẫn có các bác nhé. Mặc thu thì em bán là 80.000 một cân ạ. Em bao ship từ 2 cân địa lan mặc thu. Tuy là nó không có nhiều, nó không 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 đa dạng nhiều về mặt bông như là như là mặc xuân, nhưng mà nó cũng khá là đẹp các bạn. Mùa này mà có điện ở trong vườn thì cũng rất là tuyệt vời. Mà mặt hoa của nó cũng khá là sáng, nhưng nó cũng không tối đâu. Mặt hoa nó cũng không đen, mà cũng không phải là nâu đen xì hẳn như cái nâu nâu hẳn như như mặc xuân ấy. Mặc xuân thì rất là nhiều bông nâu, nhưng mà cái này thì màu chủ yếu nó là màu này. Đây, chủ yếu của nó là màu này các bạn, khá là đẹp. 2 cân là được 2-3 chậu rất là to rồi. Có một cái khóm nụ xanh này các bác ơi, có một khóm nụ xanh mặc thu nụ xanh nhưng mà bị ấy mất rồi, bị thối mất rồi, sắp dùng rồi. Đây này, đây các bác lấy em để cho 100.000 khóm này ạ. Mặc thu nụ xanh này, đến lúc mình biết thì nó bị ấy rồi, bị thối rồi. Cái này khả năng là mưa nhiều quá hoặc là cái đợt lũ vừa rồi ấy các bạn. Đợt lũ vừa rồi thì vườn em bị ngập nước, vườn em ở suối mà, thế là bị ngập nước đổ hết chậu ấy. Đây này, đây có là 100.000 nụ xanh, các bác trồng sưu tầm các bác liên hệ em. Cái này chắc là trồng để sang năm thôi các bác, để sang năm có hoa thôi. Thì em nghĩ là cái vết này thì khó mà để cái bông này nở được ấy. Đây này, em lại về rêu sâu các bạn. Đây là rêu sâu loại một nhá, rêu sâu loại một sâu rất là to và đẹp. Cái này thì nó giữ ẩm cực kỳ là hiệu quả các bạn. Nói chung là giá nào tiền nào của đấy thôi. Cái này nó đắt nhưng mà cái riêng về cái độ giữ ẩm của rêu sâu thì rất là tuyệt vời. Nó giữ ẩm tốt nhưng mà nó lại không gây thừa nước cho cây, nó rất là thoáng chỗ cây. Mùa này thì bắt đầu đang là đợt cuối để tách lan kiếm ấy. Các bác mà trồng lan kiếm ấy thì các bác ngâm cái rêu này no nước, xong là các bác nén vào cái gốc nó ấy, một cạnh do gốc nó một ít rêu ấy, thì nó làm cho cây nó giữ ẩm và cái ra rễ rất là nhanh. Đấy, rêu sâu thì 40.000 một lạng các bạn, đợt trước thì là 50.000. Đợt trước em bán là 50.000 một lạng, nhưng mà đợt này thì kiện này đã đủ hàng các bạn, đã đủ 5 cân một kiện, cho nên là giá của nó lại về 40.000. Giá lại về 40.000 một lạng. Đấy, phân thuốc thì em vừa mới về thêm. Có đầy đủ các loại các bác nhé, từ bón gốc bón lá này, rồi đến bón gốc bón lá này, rồi một số phân thuốc này. Các bác lấy loại nào thì các bác liên hệ em. Cái hoa mùa này, cái hoa em có cái hoa Thái nhé. Cái hoa Thái này 38.000 các bạn. À, 37.000 ạ. Đợt trước em bán 35. Nhà đợt này nó lên giá một chút, 37.000 cái hoa Thái. Đấy, tất cả các loại nhé, các bác cần loại nào thì kiwi xanh em vẫn bán là 45.000, duy đỏ là 55. Các bác cần loại nào các bác liên hệ em. Chậu thì em vẫn có đầy đủ ạ, chậu móc phân thuốc em còn có đầy đủ các bác nhé.